Chuyên gia sinh tin Anthony Joshua không phải võ sĩ số 1, thua trình Dan Wilder và Tyson Fury. Adam Smith, chuyên gia quyền Anh của Skyport không đánh giá cao Anthony Joshua so với Tyson Fury và Dan Wilder. Thắng lợi nhờ tính điểm trong trận tài đầu với Andy Ruiz đã giúp Anthony Joshua đòi lại 4 đai vô địch hạng nặng là WBA, WBO, IBO và IBF. Phục hận thành công, song chiến tích của Joshua không thuyết phục hoàn toàn giới mộ điệu nhất là khi Ruiz đã không còn là chính mình vì phát tướng. Theo Adam Smith, chuyên gia quyền Anh của Skyport nhận định Joshua không thể là tay đấm số một thế giới nếu đặt lên bàn cân cùng Tyson Fury và Dan Wilder. Ai sẽ là tay đấm trụ vững sau cùng? Không một ai có thể dự đoán vào lúc này, Joshua là tay đấm hạng nặng số một thế giới vào lúc này. Theo quan điểm của tôi là không. Tôi nghĩ Fury đã đánh bại Wilder, vì vậy có thể danh hiệu số 1 thuộc về Fury. Tuy vậy Welder cũng đã có màn lội ngược dòng ấn tượng với hai pha knockout đẳng cấp. Bạn có thể tranh luận Joshua là số 1. Đây là chủ đề lớn và mang tính chủ quan, Adam Smith chia sẻ. Hiện tại, Fury và Welder cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho lần tái đấu vào ngày 22 tháng 2 tới đây. Trong khi đó, Joshua đang cân nhắc từ bỏ chiếc đai WBO hoặc IBF để tập trung vào người giành phần thắng trong màn so găng giữa gã hề thành Manchester và độc cô cầu bại của WBC Dan Thay Wilder. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. dự đoán sốc kết quả trận Anthony Joshua so tài Kubat Pulev. Ông bầu lâu năm Bob Arum khẳng định Pulev sẽ hạ gục Joshua, sau đó nhà vô địch người Anh sẽ giải nghệ. Trong năm 2020, Anthony Joshua đã chuẩn bị cho trận bảo vệ đai đầu tiên từ sau trận tài đầu với Andy Ruiz. Kubrat Pulev được lựa chọn là người thách thức Anthony Joshua trong trận bảo vệ danh hiệu IBF. Kubrat Pulev là một võ sĩ có thành tích ấn tượng với 28 trận thắng và chỉ thua một trận duy nhất trước cựu vô địch Vladimir Klitschko. Và Vladimir cũng đã thất bại trước Anthony Joshua trước đây. Dù vậy, đối với IBF. Pulev vẫn đang là võ sĩ thích hợp để làm đối thủ cho Joshua. Bob Arum đã có vài lời về trận đấu giữa Joshua và ông cho rằng Pulev sẽ thắng. Tôi sẽ đưa ra dự đoán của mình, sắp tới sẽ không còn Joshua, Arum nói. Tất cả mọi người đều đang nhìn về gã Bulgari, anh ta đang cố hết sức tập luyện trong phòng tập của tôi. Để tôi nói cho mọi người biết rằng anh ta sẽ không béo phị như Ruiz đâu anh ta sẽ tạo áp lực lên Joshua và hoàn toàn có thể knock out Joshua. Pulev từng được lựa chọn để đối đầu với Joshua vào năm 2017, tuy nhiên sau đó anh phải rút tên vì chấn thương. Nhà vô địch người Anh khi đó tiếp tục trận đấu với Carlota Takam, người được lựa chọn để thay thế Pulev. Bob Arum cũng cho rằng một trận đấu giữa Fury với Joshua sẽ là super nhưng không lớn bằng trận đấu giữa Tyson và Wilder. Vì ông cho rằng Tyson Fury là võ sĩ hạng nặng giỏi nhất hiện nay. Tyson Fury là võ sĩ hạng nặng giỏi nhất thế giới, trận đấu của Joshua sẽ là một trận đấu hoành tráng chỉ sau Welder, nhưng tôi vẫn chưa nói với Fury về điều đó. Đối với tôi, tôi sẽ nói tiến hành luôn đi. Về phần Joshua, ngoài trận bảo vệ đai IBF với Pulev, nhà vô địch Olympic 2012 còn phải bảo vệ đai WBO trước Oleksandr Usyk. Dưới góc nhìn của Frank Warren, Ông bầu Tyson Fury cho rằng Joshua nên từ bỏ đai IBF lẫn WBO để hướng đến màn so găng với người chiến thắng ở màn tay đấu giữa Dante Wilder và Fury. Nếu tôi là Joshua, tôi sẽ không tượng đài cho đến khi biết người chiến thắng ở trận đấu giữa Wilder và Fury và biến trận siêu đại chiến đó trở thành hiện thực. Tôi sẵn sàng để họ tước đai, không so găng với bất kỳ ai cho điều lớn lao hơn, bởi vì đó là những gì người hâm mộ mong muốn được chứng kiến, Warren nhận định. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Siêu trùm boxing phân tích lý do Anthony Joshua đấu toan tính với Andy Ruiz ở trận tài đấu. Mặc dù trận tài đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz đã kết thúc từ lâu với phần thắng thuộc về tay đấm người Anh Thế nhưng các diễn biến của trận đấu cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi trong giới boxing. Anthony Joshua đã thành công trong việc trả thù Ruiz sau khi để thua nốc ao kỹ thuật ngay hiệp đấu thứ bảy ở lần chạm trán đầu tiên. Đó là điều tích cực duy nhất mà ông bầu nổi tiếng hàng đầu làng boxing, Bob Arum, có thể nhìn ra trong chiến thắng của Anthony Joshua trước Andy Ruiz. Trong trận tái đấu vào tối thứ bảy tuần trước tại Dijas, Ả Rập Xê Út, một Joshua vừa lùi đánh an toàn hơn, liên tục di chuyển cũng như tung ra những cú jab để đánh bại Ruiz một cách thuyết phục. Joshua đã phải chịu rất nhiều những lời chỉ trích về cách tiếp cận đến quá mức thận trọng mà anh đã áp dụng trong trận tái đấu, dù trên thực tế anh đã giành chiến thắng với một cách biệt lớn trên cả ba bảng điểm từ giám khảo: 119-109, 118-110 và 118-110. Bob Arum chính là một trong số những người không cảm thấy ấn tượng với màn trình diễn của siêu sao người Anh Tôi nghĩ trận đấu ấy chẳng khác gì một trò đùa. Arum đã nói trên BoxingScreen.com trong buổi họp báo hôm thứ Tư tại Madison Square Garden. Trong cuộc họp báo trước thêm trận đấu giữa Terence Crawford và s Dijos Cavaliasca vào tối thứ Bảy tuần này. Anh ấy đã làm những gì cần phải làm để giành chiến thắng, nhưng có 15 võ sĩ hạng nặng ngoài kia và họ cũng sẵn sàng làm điều tương tự khi đối đầu với Ruiz. Joshua 23 trận thắng, 1 trận thua, 21 trận knock sẽ có rất ít khả năng giành chiến thắng nếu anh đánh sòng phẳng trước Ruiz. 33 trận thắng, 2 trận thua, 22 trận knock người đã khiến Anthony Joshua phải gục xuống đến tận 4 lần để lập thêm một trong những chiến thắng vang dội nhất lịch sử quyền Anh vào ngày 1 tháng 6 vừa qua tại New York. Tuy nhiên, Arum đã không hề tỏ ra ngạc nhiên khi Joshua tỏ ra thận trọng trong suốt lần chạm trán thứ hai của họ. Và dường như đó cũng là cách duy nhất mà nhà vô địch Olympic 2012 phải làm để có thể giành lại các danh hiệu IBF, IBO, WBA và WBO từ tay The Destroyer. Cậu ấy bước lên sàn đấu để giành chiến thắng, vì vậy cậu ấy phải làm điều đó theo một cách dễ dàng nhất có thể. Ông Arum nói, và điều duy nhất có thể khiến cậu ta có thể thua trong cuộc chiến đó là nếu cậu ta tiếp tục đánh song phẳng với Ruiz. Việc thành công đòi lại các danh hiệu của mình có lẽ sẽ đưa Joshua đối mặt với Kubat Pulev, một đối thủ đang hợp tác với công ty của chính Arum. Trong trận đấu tiếp theo, tay đấm người Bulgari 28 trận thắng, 1 trận thua, 14 trận knockout là đối thủ bắt buộc cho danh hiệu IBF của Joshua. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Chi Tức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. thoại Leonard Lewis mỉa mai Andy Ruiz văn vở sau khi thua tức tưởi Anthony Joshua. Andy Ruiz đã để thua trước Anthony Joshua trong trận tái đấu tâm điểm tuần vừa qua. Nguyên nhân mà võ sĩ người Mỹ gốc Mexico đưa ra là vì tăng cân. Chỉ sau đó ít ngày, Leonard Lewis đã lên tiếng cả khịa lý do này của The Destroyer. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với TMZ, Ruiz thừa nhận có thói ăn uống vô tội vạ của mình. Theo đó, võ sĩ người Mexico nói rằng anh ta ăn tất cả mọi thứ, và điều này hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Anthony Joshua đã vờn đối thủ người Mỹ gốc Mexico trong suốt 12 hiệp đấu để đòi lại những danh hiệu thế giới hạng nặng mà anh đã đánh mất vào tay Ruiz vào đầu tháng 6. Sau đó Ruiz tiết lộ rằng anh ta đã dành quá nhiều thời gian để ăn mừng chiến thắng của mình và không dành đủ thời gian để tập luyện nhằm giữ lại danh hiệu của mình trong trận tài đấu. Joshua đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi đặt chân lên sàn đấu với một thân hình nhẹ hơn bao giờ hết. Và đặc biệt, anh nhẹ hơn tận 20kg so với Ruiz, người nặng hơn đáng kể so với trận đấu đầu tiên cả hai tay đấm chạm trán. Sự tương phản giữa hai người võ sĩ là một điểm đáng nói, ngay cả trước khi tiếng chuông bắt đầu trận chiến vang lên. Và theo như một cây bút người Anh chuyên về boxing đã ghi lại rằng, trong khi Joshua bước lên sàn đấu với một chiếc bụng 6 múi, thì đối thủ của anh dường như lại có các múi cơ dồn lại thành một. Chính tay đấm người Mexico đã lên tiếng thừa nhận, tôi nghĩ rằng tôi không chuẩn bị cho trận đấu một cách kỹ càng, mà lẽ ra tôi phải làm điều đó. Tôi đã tăng cân quá nhiều, nhưng tôi không hề muốn đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại của mình. Anh ấy đã chiến thắng, anh ta đã vờn tôi trong suốt thời gian chúng tôi thi đấu. Leonard Lewis sau đó lại lên tiếng mỉa mai cái cớ của Andy Ruiz, sau trận tái đấu thua với Anthony Joshua vào tối thứ Bảy. Tôi vừa nghe thông tin rằng Andy Ruiz nói rằng việc không chuẩn bị đầy đủ khiến thể trạng không tốt trong trận tái đấu là có thể xảy ra với bất kỳ ai. Không đúng, đó là một lý do thật sự nhảm nhí. Trong khi một người nghiêm túc về những danh hiệu đó thì người còn lại lại không nghiêm túc, chỉ đơn giản là thế thôi. Bên cạnh đó, Lewis cũng bày tỏ sự đồng thuận với nhiều người khi ngợi ca màn trình diễn của Joshua. Không phải trận đấu nào cũng bắt buộc kết thúc bằng một tình huống nốc ao, Lewis nói. Tôi nghĩ Anthony Joshua đã áp dụng một chiến thuật rất hay trong trận đấu và không, anh ta đã không để bị dính vào các đòn bẫy từ đối thủ Ruiz. Trận đấu này đã giúp anh ta tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho sau này. Anh ấy rất khôn ngoan khi tận dụng triệt để các cú jab trong cuộc đọ sức này. Tôi hiểu rằng mọi người đều muốn xem các cuộc chiến đẫm máu nhưng là một võ sĩ bạn phải đủ kiên nhẫn và kỷ luật để chờ đến lúc cơ hội được mở ra đôi khi chúng sẽ không đến khi điều đó xảy ra bạn phải chiến đấu an toàn và bám theo những chiến thuật đã được định sẵn tôi vẫn luôn nói sự thật khi tôi khen ngợi anthony joshua thì đó là sự thật khi tôi chỉ trích anh ấy đó cũng là sự thật có vẻ chúng ta đều đồng ý về điều đấy đó là sự thật nhưng khi chúng ta không cùng quan điểm trong mắt các bạn tôi là một kẻ đáng ghét bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình yên nếu cứ suy nghĩ theo hướng này. Một người đàn ông trưởng thành luôn biết cách chấp nhận các sự bất đồng quan điểm. Có vẻ cả Joshua và Ruiz đều sẽ chạm trán nhau trong lần thứ ba sắp tới. Phản ứng của người hâm mộ về điều này cho đến nay vẫn rất tích cực. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.